Tiếp tục mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện cuộc sống của chúng tôi trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trở về từ Mỹ ở cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới và thiết kế đồ họa thế giới năm 2024, đội tuyển Việt Nam đã giành 2 huy chương đồng, và hơn 10 năm qua thì năm nào cũng có giải. Dạ vâng ạ, điều này khẳng định được sự nỗ lực của những tài năng công nghệ trẻ của Việt Nam, đồng thời là câu trả lời cho định hướng giáo dục tin học trong nhà trường theo chuẩn quốc tế đã đi đúng hướng. Trở về từ Mỹ sau cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới với tấm huy chương vàng đồng, em Mai Ngọc Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, vẫn còn nguyên cảm giác vui mừng phấn khởi khi những nỗ lực của mình đã đem vinh quang về cho bản thân và đội tuyển quốc gia. Thì thi quốc tế thì em cũng chỉ gọi là áp dụng những cái khi thi quốc gia thôi. Nhưng mà em chú trọng đến một điều, đó là bên nước ngoài thì người ta thích nghệ thuật kiểu trừu tượng ấy ạ, thích kiểu nó đơn giản mà trừu tượng, thì em cũng cố gắng làm một cái tác phẩm đơn giản mà nó ý nghĩa, thì cuối cùng lại giành được giải cao ạ. Đầu tháng 8, đại diện của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi vô địch tin học văn phòng thế giới và vô địch thiết kế đồ họa thế giới đã giành được 2 tấm huy chương đồng, và các thành viên của mỗi đội thi đều lọt vào top 10 thí sinh có điểm số cao nhất. Nội dung thi tại vòng chung kết thế giới 2024, hơn 10 năm, các đội thi của Việt Nam tham gia 2 cuộc thi công nghệ này đều đạt được giải. Đây là sự nỗ lực của các em khi không ngừng trau dồi kỹ năng và kiến thức xã hội bên cạnh sự đào tạo bài bản của nhà trường. Kiến thức thì mình cũng phải cần thực hành rất nhiều. Cụ thể là với cái nội dung bọn em tranh tài ở đây, đó là nội dung tin học văn phòng, thì đây là một cái lĩnh vực mà nó có tính ứng dụng rất là cao trong thực tế. Và để mà thành thạo cái này thì bên cạnh kiến thức thì mình phải cần có những cái sự trau dồi thực tế. Đấy, thì từ những cái bài toán, từ những cái vấn đề mình gặp trong cuộc sống, trong học tập, trong công việc hàng ngày, mình sẽ có thể tìm tòi và mày mò. Nếu mà học được như vậy thì chúng ta sẽ có thể là hiểu sâu, hiểu kỹ và có thể ứng dụng linh hoạt cái công cụ đấy. Nó là một sự kết tinh của rất nhiều các yếu tố. Thứ nhất là về trí tuệ, thứ hai là sự sáng tạo và cái kỹ năng của các em rất là tốt và thành thạo. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng đây chính là một cái hướng mới trong quá trình phát triển của nhà trường, khi mà học sinh cùng với tất cả chúng tôi đều hướng đến là sự phát triển về hội nhập và công nghệ thông tin. Thời gian qua, việc đào tạo môn tin học, công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế đã được nhiều cơ sở giáo dục ưu tiên. Các chuẩn quốc tế được đưa vào nhà trường để phụ huynh và học sinh lựa chọn, từ đó tạo điều kiện cho nhiều tài năng công nghệ được ươm mầm. Việt Nam trong những năm vừa qua thì cũng phối hợp khá là chặt chẽ với các sở giáo dục và đào tạo địa phương cũng như các trường ở các tỉnh thành phố để đưa chương trình tin học quốc tế MOS về gần hơn với các em học sinh. Tại đó các em được đào tạo cũng như là chuẩn hóa bằng các chứng chỉ quốc tế. Những thành tích cao của Việt Nam trên đấu trường quốc tế ở lĩnh vực công nghệ, tin học là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh, nhà trường và hướng đi mới của giáo dục. Những nỗ lực này sẽ là nền tảng chắp cánh cho các em có hành trang công nghệ nền tảng vững chắc trong thời đại chuyển đổi số quốc gia và toàn cầu hóa.